Mày làm gì Thanh? Đang điêu khắc mày không thấy hả mày? Gì vậy? Thì làm quà sinh nhật tặng cho rớt tao nè. Thằng ơi, mặt mày mụn không có quen được cà rớt nữa hả? Tao giỡn, mà mày căng quá à. Ê, Thanh, cái này tao ví dụ thôi nha. Người yêu mày thích con khỉ đi. Mày tặng cái món quà này cho nó thì nó thích đúng không? Ngược lại á, nó không thích con khỉ mà nó lại thích con mèo. Mày tặng món quà này cho nó nhận cho mày vui thôi, chứ cái món quà này hết ý nghĩa rồi. Trời ơi, điêu khắc con khỉ từ hôm qua tới bây giờ gần xong rồi, tự nhiên mày xuất hiện. Nói chuyện là tao hoang mang. Mà nói cũng có lý thiệt. Sao mà không có lý? Một năm qua mày biết bao nhiêu đứa con gái bỏ đâu chưa? Bỏ gì? Không phải, ý tao là một năm qua mày biết bao nhiêu đứa con gái thích tao chưa? Những gì mà nãy giờ tao chia sẻ với mày á, đó là kinh nghiệm mà tao đã trải qua. Vậy tặng cái gì cho nó vậy mày? Tao đâu có biết đâu mà mày hỏi tao. Cái gì? Mày mới nói mình có kinh nghiệm trong tình yêu, tự nhiên bây giờ mày nói không biết là sao? Đâu phải, cái kinh nghiệm đó là của anh Ngáo nói với tao, tao mới biết nó lại cho mày nè. Mày nên hỏi anh Ngáo á về cái chuyện đó đi. Kinh nghiệm của ổng á về cái lĩnh vực này rất là uy tín. Ừ, nghe thấy tên Ngáo là đủ uy tín rồi. Mày đừng có khinh ổng nghe, ổng hay dữ lắm đó. Đi nè. Ê, làm gì mày? Ê, con chó của tao luôn á, mày dám chọi hả? Ê, biểu nó ngu, lần nào gặp tao cũng sủa, không phân biệt được người quen người lạ. Ờ, nó mà có bị chấn thương sọ não, mày lấy cái tiền lương của mày ra, dẫn nó đi bác sĩ thú y đó nha. Cái gì vậy? Phương, có câu sữa tập quân quân uống ngon nhất nắp nghe vua xà lách nghe chưa? Đang quay phim, tao mày quay núp trốn cam đi. Rồi camera men xong chưa, chuẩn bị quay nè mày. Máy đang quay. Sẵn sàng chưa em ơi? Được rồi. Đoàn phim Tony TV cảnh 2 tách chinh chinh. Action. Sữa tập quân quân, vị sô-cô-la lúc mạnh, bổ sung năng lượng toàn diện, nhân 3 lần sức mạnh. Cao lớn, mạnh mẽ, trí não tập trung. Không biết nó là diễn được không á trời. Chắc được rồi đó. Được chưa đạo diễn ơi? Đạo diễn ok chưa anh ơi? Cái suốt này ok chưa anh ơi? Ok rồi, qua phân cảnh tiếp theo đi. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Vô mày. Thuộc kịch bản cho em ơi. Dạ thuộc rồi. Máy quay ok chưa? Ok đó. Máy đang quay. Rồi. Đoàn phim Tony TV cảnh 3 tác 1 action. Sữa tạch cun cun, vị trái cây cam, hỗ trợ hệ miễn dịch. Thuộc kịch bản chưa? Nhìn đi! Trong cái phân cảnh này á, chỉ giới thiệu sản phẩm thôi, không có mượn hung gió. Đừng có sáng tạo. Mày á, đi theo cái đoàn phim này mấy năm trời rồi mà kinh nghiệm yếu vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Phó đạo diễn gì mà cọc gì vậy? Diễn viên ta tâm lý sao mà diễn được? Bình tĩnh thôi. Ta cho mày thêm một cơ hội nữa. Mày mà diễn không được lạng đấm. Giữ giùm em cái máy quay đi chị Thảo. Em nóng thằng này dữ lắm rồi. Tao nói mày nghe nè, mày diễn tốt thì nhà đầu tư mới trả tiền cho đạo diễn. Đạo diễn có tiền thì mới trả lương cho ekip mình. Nhắc lại nè, tháng này tụi tao không muốn chết đói vì mày nha mày. Tập trung vô. Ê ê ê. Không, tại mày mà tháng rồi anh em tao không có lương đó. Tập trung diễn đi. Ê Tiên, sao em không ra đây hỗ trợ anh chị mà em ngồi đó kỳ vậy? Nè, hai ngón tay của em bị thương. Sao bị? Ngày hôm qua nó cắt cà chua hình cái bông hồng trang trí lên cái đĩa đó. Cắt sao bị đứt tay. Tức ai? Hồi sáng giờ có ai làm gì đâu mà em tức. Không có phải. Con nhỏ này, hai ngón tay nó đeo. Ai hò lao? Anh Vinh ơi, để cái tay nghe xuống giùm em. Là gì nè, hai ngón tay con nhỏ này bị thương cho nên đeo. Anh Vinh, cho em hỏi cái này đi.
tao chết á, cái gì từ từ thôi. Gần tới sinh nhật của cờ rết em rồi, em nên tặng gì vợ? Em muốn biết tặng gì em nên hỏi các bạn nữ á. Dạ, chị Thảo, em xin ý kiến đi. Thì son với nước hoa nè. Tiền cứ làm sao? Thú nhà bông nè, rồi mà thôi, anh tặng gì cũng được hết á, miễn có quà vui rồi. Phương, mua mấy cái đó làm chi cho tốn tiền. Em nói anh nghe nè, một đứa con gái mà thiệt sự thích anh á, thì anh tặng cái gì nó cũng thích chân á. Thì làm đồ handmade đi. Là gì? Là cái đồ thủ công mình tự làm á, nó có ý nghĩa. Trời ơi, tính ra tao điêu khắc con khỉ là đúng luôn á. Mày bàn ra gọi lấy cục gỗ thành con khỉ của tao mày dùng luôn. Nội dung của video này sẽ là điêu khắc. Tại vì hiện tại là thằng Thanh nó cũng đang tập điêu khắc để nó tặng quà sinh nhật cho Crush. Dạ đúng rồi. Trong khi là con Á Tiên ngày hôm qua cái tay em bị đứt. Là mà em làm gì mà bị đứt à? Dạ em khắc cà chua hình bông hồng. À đó, tức là team của mình đang thiếu cái kỹ năng điêu khắc. Cho nên là anh muốn cái nội dung clip này là team mình sẽ chia ra làm 3 đội. Rồi chúng ta sẽ điêu khắc hình con động vật. Vậy thì mình sẽ điêu khắc con chim. Anh em, cô hài muốn điêu khắc con chim không? Về đội với anh nè. Mày đi về chỗ đi, anh chưa có nói xong. Điêu khắc con động vật mà tụi em ghét nhất. Ai ghét cái thằng lặn về đội với tôi nè. Em đi. Thôi đi nè. Đi học. Tôi nói thiệt cái ha, con gián con chùa tôi còn đỡ ghét chứ con hằng lằn á là tôi căm thù nhất trên cái thế giới này luôn đó. Em cũng ghét con hằng lằn nữa, nó thường xuyên chui trong tủ quần áo nhà em á, tè tùm lum hết trơn. Ừ. Còn con bèo này, cái lý do gì để ghét con hằng lằn? Nó nghe coi. Thèm đến con vừa ngày nay, cuối cùng mẹ cũng nấu cho ăn rồi. Thôi dẹp, trưa nay uống sữa thạch quân côn sô-cô-la nó mặn đi học luôn. Đó, vị hỏi sao không ghét. Rồi anh chị tính mua cái trái gì để làm con hằng lằn vậy? Cái con hằng lằn á là nó có cái đuôi, vậy là nó già bá lớn vậy nè. Thì mình cũng phải kiếm cái trái nào dài dài, như là cái trái dưa leo hay là trái bí đao. Muốn dễ làm con hằng lằn á thì mình phải kiếm cái loại quả nào thì nó thiệt là cứng, cho cái lúc mà mình điêu khắc á, cái đuôi với cái tay của nó không có bị gãy. Thôi khỏi mua cái gì nữa trơn á. Có rồi. Gì vậy? Mẹ ơi, cho em xin củ cà gót để quay phim. Tối ngày học mà học bà cái trò khùng điên không à. Ê Quang, hình như hồi nãy tao nghe anh Vinh nói á, là điêu khắc động vật bằng trái cây chứ phải bằng rau củ mày ơi. Sao mày không đợi tới lúc chấm điểm luôn đi rồi hả nói? Hồi nãy tao mua ở chợ thì không chịu cản đâu, bây giờ về tới nhà rồi mày nói tao làm gì nữa? Tao quên. Bây giờ làm sao nè? Thì đi mua lại chứ làm sao? Tao hết tiền rồi đó nha. Còn mày làm sao? Còn có 2.000 à. Nghèo mà cũng dám quen rớt. Tính ra mày cũng ghen đó. Bữa nay tao không có tiền thì ngày mai tao có. Làm gì nói vậy? Công nhận bồng bồng sướng thiệt chứ. Được anh Vinh cho cái ba lô cool siêu phàm quải đi học, khỏi phải sưu tập 36 hẻo bà cool như mình. Thằng này lớn còn đi sân si đứa con nít nữa. Ừ. Đi mua trái cây nè. Luôn, đi về luôn đi. Còn tiền đâu nữa mà mua. Mày nói tao nghèo mà cũng vậy à. Tại bữa nay tao không đem tiền đâu mày. Gọi này tính sao? Thôi, tới đâu hay tới đó đi. Đến ngày lòng giỏ của con cua đực, thì con cua cái mặt tình đi dọc về ngang, bỏ con cua đực nằm yêu hoạch trong hang. Đó là lý do tại sao mà em ghét con cua đó. Cái đó là gì của con cua cái? Còn chị là con gái liên quan gì? Đúng rồi em ơi. Không lẽ anh không? Cũng bị mê vô làm cho trái tim tan nát giống em người Ngọc ơi. Thôi Ngáo ơi, mày đừng có bi quan nữa. Giờ nói lý do tại sao ghét con cua nè. Trời ơi, bộ chị quên rồi hả? Mới mấy ngày trước em với chị đi Đặt Lạp kiếm cá, em còn bị con cua kẹp nữa mà.
đầu đuôi câu chuyện sao? Ơi, vô mánh rồi. Chị coi bỏ hộp sữa thạch cun cun vậy chứ cây cam xuống đi. Phụ em nè, uống hoài vậy. Biết rồi. Rồi đổ ra rồi. Quá nhiều cá luôn. Cua, ốc, quá trời luôn nè. Ơi, có được con cá lóc chả bá luôn rồi chị. Ơi, con ốc bự lắm. Lựa mấy con cá chết ra đi, mình lấy cá sống thôi. Ok. Mình lựa mấy con cá ra xong rồi, chứ đặt lợp thì không ngáo. Dạ có chị ơi, lựa xong đi rồi em đặt lại. Ê, cái gì vậy? Quay phim cực khổ, bị cua kẹp vậy đó. Các bạn chỉ cần dành ra 1 giây nhấn vào đăng ký, 1 giây nhấn like, và thêm 1 giây nữa nhấn vào cái chuông thông báo, để mấy anh em mình có thêm động lực ra nhiều video hài hước hơn cho các bạn xem. Vậy mà các bạn cứ quên tới quên lui hoài luôn. Ủa, đi đâu hả? Trời, em với chị Thảo ơi. Ăn sữa về nè. Em xin hộp giấy. Tôi tự bánh bèo nè. Bạn nói trước luôn nghe. Sữa nè là ba đứa gộp tiền để mua. Nhưng mà cái công á là cái công anh đi mua nè. Nên nếu đây là Hẻo và Cun là anh lấy nè. Không phải Hẻo và Cun này. Cho em đó. Con anh xứng đáng thiệt. Thẻ chiến binh. Chúc mừng bạn đã trúng chọn bộ bảo bối Cun, bao gồm chọn bộ chiến binh Cun số học, một tai nghe Cun đa chiều, một ba lô Cun siêu phạm. Gì vậy? Anh nói cho em gọi mà. Cho? Ai cho? Ai làm chứng đâu? Tôi đây. Sống là phải có uy tín nha. Ai biết anh hấp tấp, động kỹ chi. Bánh bèo này mày im nha. Đang cọc đó. Nó làm tiếp đi. Ê, đi đâu hả? Em đang đỡ quà. Mày định trốn tránh trách nhiệm hả? Ở đây người ta đang làm hằng lặng nè, không lo làm tiếp người ta. Vậy đỡ quà, làm xong đi. Rồi mày muốn đi đâu đó mày đi. Dạ, em phải sửa uống. Nè uống đi. Cái con hằng lặng á, là cái chân nó 5 ngón tách rời ra. Chứ 5 ngón đâu có bị dính cục lại giống vậy đâu. Nhỏ là làm tức quá trời rồi, tách nó ra đi. Ok. Ảnh nào ngồi đó bà gớ tức quá mà. Đây, anh làm luôn cho. Cắt không mà cắt cũng xong nữa con nhỏ này. Xin lỗi. Ủa, trái bí này hồi nãy chị mua nhiêu tiền chị Thảo? 15 ngàn. Mà em thấy trái này nhỏ xíu à, không biết đủ làm con cua không nữa. Nhiêu đó đủ rồi, mua trái bí bự gì cho tốn tiền. Ngáo, đừng có thấy nữa, gớt bây giờ nè. Trời ơi, gớt là do em dở, còn đối với anh á, chị nó. Lấy dụng cụ vô đó hả? Ừ. Ê, sữa còn không? Cho tao xin miếng nha. Uống đi. Thôi, tao không uống ở đâu, uống không vô nữa rồi. Ừ Quang, tại bông cải này làm chó sao mày? Thì nè, thấy cái khúc này của bông cải giống như là lông của con chó bù đồ không? Ừ. Thì đó, bây giờ mình chỉ cần lấy mấy cái tâm nói lại cho nó ra hình hình con chó nữa là xong rồi. Với ông mày ơi, đây là phải dùng tâm đúng không? Để tao vô lấy tâm cho. Thôi nô no. Vô nhà lấy tâm ra đây đi mày. Ghiết rồi, việc dọn dẹp cũng kêu tao, mà tới lấy hũ tâm cũng kêu tao là sao trời. Ừ vậy thôi, để tao vô lấy tâm cho mày. Đây làm con chó đi. Ừ. Để tao đi cho. Đây là con cua kẹp vô đít anh ngày hôm qua này Ngọc. Rồi cái càng còn lại của nó đâu? Thì cái càng đó ngày hôm qua tới nay nó còn mắc kẹt trên cái quần của con Ngáo á. Lấy con cua làm mẫu cũng lấy chúng còn cục hình càng nữa. Gặn xong rồi. Cho hoài vậy Ngọc, anh thấy đẹp lắm rồi đó. Thôi được rồi đó. Ủa, anh đừng có nói với em con cua đó là... Đúng rồi, nó đó.
Anh ăn nãy giờ luôn hả? Đã không biết điêu khắc rồi, ăn còn không biết chừa nữa. Ê, mày nhìn anh vậy làm sao? Hồi nãy giờ chị Thảo cũng văn nữa mà, sao mày nói mình anh vậy? Ê, chị không có biết gì trơn nha. Cái con cua đó là mình thân áo ăn à, chị là không liên quan gì tới á. Không có liên quan gì hết trơn ha. Chị không có ăn thiệt, chị thề. Chị mà có ăn ha là xét đó. Thì chị cũng có ăn thiệt. Con mấy cái ngoài à. Trò chơi này vui quá à. Chị giá phải có bao nhiêu đó thôi. Cái gì đó hay nè. Cái gì chị quả. Ủa Bông Bông, em đang chơi gì vậy? Em đang chơi đồ chơi. Cho anh chơi với được không? Dạ được. Vậy đợi anh xíu nha, anh chạy ra ngoài kia đưa hú tâm cái. Dạ. Được chưa? Từ từ mày. Nhanh đi, tao còn gáp vô nè. Nè. Xin lỗi, xin lỗi. Gì mày? Đá cái sân ướt rồi, đạp dơ chân tao luôn rồi nè. Thôi, hai anh em mình kiếm chỗ nào khô khô rồi về qua chỗ đó đi. Ê. Vậy thôi giờ bàn qua anh đó đi. Sẵn có ghế luôn kìa. Làm ngồi cho đỡ mệt. Ừ. Lên. Để. Cẩn thận coi chừng té nha. Ờ. Ờ tới đây được rồi, tới đây được rồi. Okay. Trời ơi, ướt nhẹp luôn rồi. Hữu Tâm nè mày ơi. Giờ lấy tâm nói mấy cái bông cải tao với Thanh mới. Ủa nó đi đâu rồi mày? Tao cũng không biết nữa. Thôi kệ đi, nó làm gì nó làm. Hai anh em mình làm coi chừng còn nhanh hơn có nó giúp đó. Ừ, vô đó. Làm nè mày. Kìm vô ha. Thì đúng không? Ừ. Rồi. Cái mũi đúng không? Ừ. Rồi rồi kìm vô. Gắn cái mũi vô nè. Rồi xong. 2, 3. Hai con lằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đùi. Cha thằng lằn buồn hiu coi chúng đến mới bắn cho. Hai con lằn lằn con đuôi thì to như đá cục rồi. Ôi đớn đau ba trời chúng gốc la tơi bời. Đẹp quá. Con gái, để ý cái giọng cười của mình á, để sau này nó được chồng nữa. Làm xong phải không? Dọn đi. Này gắp sao trời. Anh cho nó quen em gắp xong con gỡ bớt rồi nè. Anh thần ơi, con nhỏ này nó hay dữ hả trời. Tự nhiên mày nghi ngờ về cái số tiền mà từ trước đến nay cha mẹ cho mình đi học quá à. Tôi thích mặc sao tôi mặc. Đó là phong cách. Ai sợ thì đi về. Đội nào đầu tiên? Dạ đội em. Điêu khắc con gì vậy? Dạ con thằng lằn. Chính xác. Tại vì bản thân của mình cũng rất là ghét con thằng lằn đó các bạn. Khoan khoan. Do là đầu bếp cho nên anh phải biết được là cái con mắt của nó em làm từ cái nguyên liệu gì vậy? Dạ hạt tiêu. Đúng. Chua ẩm thực phải là hạt tiêu chứ đâu có thể nào lấy cục đất hay cục đá gì gắn được. Rồi thằng lằn này chỉ có 8 điểm thôi. Có 2 điểm trừ cái đuôi, trong lúc điêu khắc mấy ông đã làm nó bị đứt và sau đó lấy keo dán sắt dán lại. Đúng không? Đúng không? Làm sao có thể qua mắt được vua ẩm thực này hả? Thôi xin lỗi, nực quá, mở gan cái đi nói chuyện tiếp. Cái thứ hai cho thử hỏi chứ anh kiếm ở đâu ra một cái con thằng lằn mà cái đuôi của nó, cái phần cuối thì nó nhọn quắc mà cái phần đầu thì nó mập thù lù như là cái con rồng Komodo vậy. Nguyên cái tiểu hôn kìa. Em lấy cái điện thoại mở đèn flash lên gái vô cho anh Vinh coi coi. Chim cái tâm vô giữa. 8 điểm, 8 điểm. Cầm. Đội tới mình chị đâu ơi. Đội số 2, đội số 2. Con cua.
Oh my god. Ủa có thiệt là cái này điêu khắc không vậy? Dạ hả? Chính tay em điêu khắc đó anh ơi. Thằng Ngọc nói là tin nha các bạn. Bây thứ nhất là thằng này nó rất khéo léo, và cái thứ hai là thằng này nó rất là trung thật. Mấy điểm anh, mấy điểm, 10 điểm đi. 10 tin cho 10 mà mày nói nghe hay ghét cho mày 9 điểm. Trừ 1 điểm là cái tội là ăn cơm hớt ban giám khảo. À để đây đi. Ai ba chó bu đồ làm từ súp lơ bông cải xanh đủ sáng tạo chưa anh? Quá đẹp rồi các bạn ơi. Tuy nhiên em vẫn bị trừ 1 điểm. Ủa? Sao vậy? Đố các bạn bị trừ điểm nào? Giả sử nếu em là một đầu bếp 5 sao ở một cái nhà hàng nổi tiếng, tất cả món ăn, tất cả những cái vật liệu trang trí đưa lên bàn đều phải ăn được hết, đúng không? Dạ. Cái nút áo này ăn được không? Không. Đó. Em có thể sử dụng là táo khô hay gì em thay cho con mắt mà, tại sao em lại lấy nút áo? Làm dở rồi, trừ 1 điểm. Khoan. Điểm nặng nặng đi. Cái đội này có thể là cho rớt luôn. Sao vậy ạ? Hình như là đang hiểu sai chủ đề hay sao rồi. Nhớ nha, đây là cuộc thi điêu khắc con động vật mà. Mình ghét đúng mà. Ủa con chó mà bạn của người mình mà mắc gì mày ghét? Bạn không phải tất cả các loài chó nào mình cũng ghét nha. Mình chỉ ghét riêng mỗi dòng chó bu đồ này thôi. Tại sao vậy? Chuyện là như vậy. Bé, có ngoại nhà không? Anh gửi tặng em lốc sữa nha. Em thích chiến binh quân số học hả? Anh cho em luôn nè. Giữ đi. Rồi đi vô nhà đi. Nhớ gửi lời cảm ơn của anh tới bà ngoại bữa qua phụ đám giỗ nhà anh nha. Trai của mẹ, chiều rồi đói chưa con? Đây, cho con ăn thịt trâu nha. Giận gì không biết nữa à? Ăn đi con. Hồi trưa gầy có chút xíu vậy mà giận vậy. Nè ngoan ngoan ăn đi con, ăn đi. Rồi lát nữa mẹ luộc tôm thêm cho con ăn nha. Ngoan quá, chút nữa cho con một ly sữa nữa nha con. Lời thấy thương à. Em đừng có buồn nữa. Cái cảm xúc của em đó là một cái cảm giác bất công. Anh đã từng trải qua rồi, anh hiểu. Không giấu gì tụi em chứ hồi xưa sau khi mà anh tốt nghiệp trường Đại học Đồng Tháp ở đây nè, anh cũng đi lên Sài Gòn anh học lên thạc sĩ đó, thì thời gian đó anh đâu có tiền đâu. Anh cũng phải ở trọ. Mà ở trọ thì sinh viên sao mà nhiều tiền được. Ủa mới tốt nghiệp có công việc ổn định gì đâu mà lương cao mà có tiền để ăn sáng. Anh cũng phải ở một cái nhà chó tồi tàn. Ngày nào cũng phải ăn cơm nguội. Thịt heo có ăn nữa mà con chó của bà chủ á, nó cũng là con chó bù đồ luôn. Nó ăn ta. Nó ăn thịt bò. Hết thịt bò nó ngán rồi nó ăn bào ngư. Tức. Tức lắm. Nhưng mà 1-2 năm sau anh đã trưởng thành hơn. Và anh nhìn lại cái vấn đề đó, anh thấy mình là con người. Mình không thể nào mình sân si với một con chó được các em ạ. À, có nghe anh nói gì không? Mình là con người, mình không có hơn thua với một cái loài động vật. Ok không? Hồi nãy anh chấm cái con này mấy điểm à? 9 điểm. 9 điểm anh ơi. Xin lỗi. Con này 7 điểm thôi. Sao vậy anh? Tại vì hồi nãy nhìn lộn thấy có một cái nút ở lỗ mũi à. Bây giờ lòi ra thêm hai con mắt là hai cái nút nữa. Cho nên là tổng cộng 3 cái nút là 10 trừ 3 còn 7. 7 điểm là hạng bét. Tao ghét mà. Hạng nhất là đẹp chính ơi. Hạng nhất là đẹp ơi. 9 điểm. Hạng nhất 9 điểm là đúng rồi các bạn ơi. Nhìn nè. Như vậy mà sao mà chấm người ta rớt được? Có ai ý kiến gì không? Có ai ý kiến không? Cam. Hạng nhất của cuộc thi điêu khắc lần này sẽ là một con robot cuôn toàn đó. Rồi ba đứa đúng không? Ba đứa hạng nhất bước lên trên này đi. Tự chia nhau ra chơi. Tại vì anh mới sưu tập được có một cái thẻ đặc biệt để đổi à. Rồi chơi đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh. Rồi. Ở trong con robot này nó có thể có phần mềm học tiếng Anh nè, rồi nó giao tiếp, nó là camera nữa, em gọi điện nó chuyển nhau được luôn đó. Được rồi, giải tán đi. Quên. Trước khi khép lại video này, đừng quên thực hiện cái thao tác rất là quan trọng. Nhớ bỏ ra bà giày nha.
Dây đầu tiên bấm nút đăng ký kênh, dây thứ hai bấm like, dây thứ ba bấm vào cái chuông thông báo. Tổng cộng mất có 3 dây thôi. Mà quên tới quên lui hoài à trời. Trời ơi, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Là một người lớn, một người em bé cứ hỏi. Con có sợ không? Không. Bấm vào cái chuông và bấm vào like để ủng hộ hai cha con mình nhé các bạn ơi. Chào các bạn. Thôi chạy chậm thôi con ơi. Đã quá. Rồi nhảy xuống luôn con. Dạ sướng luôn. Ồ con biết quay phim luôn. Hai cha con đang trên cái hành trình đi tìm vua khỉ nha. Con biết không, vua khỉ là nó chuyên gia bắt cóc mấy đứa nước lì á. Ê cô, tôi cho con hỏi là có phải là cái con vua khỉ ở ngoài trước đó là nó chuyên gia bắt cóc và ăn thịt những đứa con